Biết cách sấy cơ. Yên và đi làm cái gì? Vâng, vẫn làm gì? Lương thấp lắm đó. Lương làm ngày làm đêm sáng 5 giờ sáng mấy hôm mùa đông ấy. Đặt chiếc công căn 5 giờ sáng cứ dậy đi làm. Xong rồi về muộn. Tháng được 5-6 triệu. Đấy cái là làm thêm, nhưng mà ở trên đấy nó lại như này, không tính làm thêm anh ạ. Có nghĩa là hết việc thì mới về. Xong việc thì về không có nhiều hôm 5-6 giờ về sớm, có hôm 11 giờ đêm mới về. Và làm thì không việc nên chút tình trọng cũng anh như cái gì kiểu bọn nó bị làm cháy thì mang về có thể con anh tái hết lỗi. Nhưng ba bây giờ ở nhà không chịu được. Ngồi ở nhà thế bọn ở nhà còn vất hơn đi làm, còn ấy ở nhà không thích đâu, không thích ở nhà đâu. Hôm nào ở nhà chứ thích cái chuyện là chưa lần rửa bát thì được 45.000 người tranh thủ rửa bát. Con nhà cô lành thì nó về cho cái đứa gái nó vẫn ở bên đấy này, bên nhà ngoại này. Hôm anh ấy biết thì ông làm ở công ty anh là chính là thông gia của cô lành à đấy à? Ông hỏi anh ông Dũng ngọ ở mày biết mà lành mà có lành cô thì nó không kể chuyện
nhưng mà nhà ông cứ gọi suốt về mà cái bé bên này không chịu về à? Chồng ơi, chồng nó có gọi về không? Cái đấy em cũng biết nhưng mà có mà ông bảo Tết nên đang chơi, ông bảo mà cụ chơi thì không trường, nhưng mà cụ được lẫn thì không mà chơi. Và chính là cái bé ngày xưa nó không cả, nó chơi vời gì đâu cả không? Để chơi anh nó chỉ có vay tiền người nọ cho người kia vay để ăn lãi trên lạch như nó chơi đấy, vay gì rất lý do với cháu ấy. Thì là một hôm nó bị lừa, nó là xe đến nó cắm hay nó bán thì bao giờ ấy, xong nó cứ lừa chồng ở xe hỏng để nó đi nha, một hôm chồng nó lên nó đi phòng chơi. Mẹ con chưa bị bắt cày gắt rồi. Đi ăn mẹ. Ừ. Xong ông kể chuyện bảo chỉ là nó thằng chồng nó tức quá nên nó mới lai thẳng sang bên đấy cho mình nhà tao thì có bây giờ thì vô luôn hỏi cái gì nên nó chứ ông đấy là ông tốt tính, ông ấy tốt tính chết đấy, bà tà tà bên đấy rồi thì được ghê lắm à, ghê rồi. Bọn ông đấy bọn ông tốt tính mà ông bảo vệ suốt mà, nhưng mà chả biết hai vợ chồng như nào thôi. Anh thấy ông mà bà vợ là ghê lắm, bà vợ là sợ bố. Mong nó về Tết hôm nay cũng đang chơi rồi. Bảo mà đội viên nó về nên nó không về. Chồng nó làm gì làm công nhân nhưng mà làm gì đâu không? Vâng, làm ti mà. Cái đợt đấy là vẫn bên mình lãi hết à, bên con lành ấy. Thì trả giá hết này. Điện viên nó không được. Thì nó đã giả, nó đèo sang nó giả đấy thì nên chung là nếu mà em mà bây giờ em cũng không về. Yeah, đấy. Bởi vì thằng chồng mình nó đã biết là mình cũng nói chung là nó cũng là mình cũng sai đúng không? Nhưng mà chồng bây giờ đã như chuyện nó xảy ra thế thì lần đầu coi như lần cuối, lần đầu thì mình có thể là thôi em thì trả nợ hai vợ chồng làm trả nợ cùng nhau. Nhưng mà ví dụ lần thứ hai thì mình còn trả được như thế đấy, nhưng mà mỗi lần đầu như thế mà nó tiếp ra trả như thế coi như thì cái ông là... có cái ông hàng xóm của ông Dũng Ngọ kể chuyện mà nhà đi Dũng Ngọ nó lành lắm, vợ ấy nó ghê, vừa làm nhà xong đâu rồi đúng không? Vâng. Ừ. Làm nhà của người làm nhà mãi mới xong thì bảo là tiêu hưởng này nó cũng không phải là nó chơi vào đâu, nó chỉ có vay người nọ cho người kia vay thằng kia nó bùng mất thì nó bùng theo mất theo. Nói chung là chồng nó như thế nó cũng bảo lĩnh không? Anh đâu như thế cũng bảo lĩnh mà. Nó là vợ của mình chứ không phải là gì đâu đúng không? Vợ mình lần đầu coi như là bài học, bây giờ hai vợ chồng cũng không bao nhiêu đâu.
hơn 100 triệu. Hai vợ chồng làm cố tầm cùng lắm là 2 năm là giải hết. Anh bảo chắc tổng khoảng tầm 80 triệu sao được tôi này. Thôi. Lúc vay đặt mặt nữa. Cho là hơn 100 triệu tí thì hai vợ chồng làm năng tích tầm 50-70 thì cũng được. Bây giờ tôi thấy mấy cái này bỏ thì bây giờ ông dùng nó về nó lúc họ lại mình cần nó mà nó bỏ mình bây giờ mình vẫn thích thì mình giả xong nó bảo mình vẫn thích thế nào con đấy nói chung là cô lành cái thằng ất thì lớn lên nó láo cô vất quá nhỉ. Cô vào đây nó đội cái mũ xù xù nó ngồi đấy ngang ngang hay là nhận nặng chắc chỉ đá đá. Lông chó đấy đợt vừa rồi chả biết lần nó là đi làm cho nó xong bị nó đánh rồi bị thằng lòng á. Vâng, đánh vào trong sập hay sao này, đánh chắc là lấy tiền của nó đi chơi ra thôi. Thằng kia nó đẹp, nó có thuốc đấy, nó cho bọn này. Anh ơi, còn đi đâu không ạ? Chờ một khách này mà. Tại nhà cũ nữa. Cần phang cái quốc nó lấy thuốc để điều khiển một cái. Ôi trời ơi, thuốc nó mượn một cái chơi nó nợ quá. Nó cứ vay được tiền đấy, nó vay ấy. Xong bây giờ phải đi làm trừ nợ cho nó. Thế thôi. Còn thuốc thì nó đáng bao nhiêu mà. Bây giờ nó ma túy nó không như ngày xưa. Cá thì nó, bây giờ bọn nó đi làm một ngày cũng trở ngại. Thì thằng Tường Dấn được con đội đây. Con người cũng lành nó phải được tuổi thằng em à? Nó cứ lên 1 tuổi. Nhìn mặt nó cũng lành mà nó không nghịch. Nói chung là nghịch láo thì nên là mất dạy thì không mất dạy. Nhưng mà là chơi bời cờ bạc quá. Giá đủ nó kia. Đấy mà nó chăm chỉ làm ăn thì nó cũng thấy phết đấy. Sức khỏe đi làm nó bao nhiêu trôi đi đến nhiều ấp thì bây giờ vẫn cứ theo cứ lo như vẫn làm gì đấy không mấy thì nào phải đi làm ấy đi làm sơn trần. Kia người dân là công việc mong đấy công việc nó gọi đi đi thôi. Chúng ta phê đây đừng vào để anh chú vợ ngọc này đòi nợ này ngày xưa năm nay nó cũng đấy đây này vợ nhà đấy con đó vợ ông mẹ ngày xưa Tuyến nhà anh thì cùng gây chắc không biết thằng nào nó dám ném vào cửa nhưng Tuyến 2 hôm ấy tận nợ nó 20 triệu thôi. Cả nhà Yến Khanh rồi đấy, cả nhà Yến Khanh ở ngoài. Yến Khanh quay lại. Được lâu rồi cái đường đánh cắp. Tăng vừa tính đi làm ông một tiếng mà người ta chuẩn bị mà. Bây giờ nó biết không ngại. Bắt được mới phải cho ra xa người ấy. Không bắt được thì chị được kêu thì nó là người làm sơn nói oai lắm.
làm một anh canh làm ra tiền chơi bời, không bây giờ không chơi bời những cái đợt đấy nó vừa là cuộc sống mình cuộc sống toàn đứng ra vay tiền cho nó đấy cuộc sống đó là cái thằng này cáo già nghe những cái nói chuyện ông biết rồi bọn lão bọn biểu bọn lông đánh người xưa nó tao đánh mà đức toán nó kia được không? Ừ. Bằng này à, nó cho cái ma túy nhưng không dám hút tuyến nữa nha, không dám hút. Uống rượu mới ăn uống chia ra gái ăn tối kéo dài. Chúng tôi về đây đủ chín mười giờ đêm nó vào tận nhà ăn đón đi chơi đấy, không có tiền thì nó lại cho vay đấy, từ làm tiền kiểu đấy thì nó vay kiểu đấy. Xưa thì lâu lắm rồi em gì nữa đấy, từ đợt đấy này bán được một cái ruộng cho thằng Phú Thăng ở trong Sơn La để trả cho nó vụ nó mà cứ để nó không còn cái gì không phải đâu cho nó vay thì sẽ có hôm vừa rồi anh mua xong vài cái xe xong thì nó về nó xuống Hà Nội nhưng mà đợt lên mất thật vừa ở đây này chứ không phải lâu à trong năm thôi thế làm để công trình thì bọn mấy đi lắm, anh mà mua xe thì đưa được 100 tiền là nó làm nhà, làm cổng, làm sân vẫn ngày xưa tiền của anh làm. Đi mua xe đi, đưa được 100 tao chả đi đâu rồi, chả có tiền. Đến năm nay về nó ngoài lắm rồi, nhìn đội nó chơi rồi cờ bạc thì tự nhiên ghê người. Nó cả chuyện nó với thằng Cú Sơn này, với thằng Phi này đi sang bọn thằng Phi với bọn thằng Sơn làm ở Bắc Ninh gọi nó sang đánh cho ba con một tối 40 triệu này. Sơn xè này kìa. Sơn mất ăn Tuyến ấy. Bọn thằng Phi với bọn thằng Sơn làm Sơn với Bắc Ninh, Bắc Ninh ấy. Sơn mấy anh em lại chơi cùng nhau sang chơi cùng bọn thợ bọn kỹ thuật kỹ thuật ở trường đấy à. Thế bọn Phi bọn Sơn đi gọi sang đây chơi bọn nó ấy. Ừ. Này, từ Hà Nội nó sang đấy mà hôm nay thay đổi người con mày nó thì hôm nay lúc sáu này thì nó làm nhà đi học lấy vợ ấn nơi mày này hôm nay nó thịt bố bán ở nhà ấn nơi thay đổi được tí. Nó nhìn bố nó chơi, nó sợ gì? Không là nó sợ. Hôm nay thằng Quẩn nó bảo em cho thằng này, thằng đầu dài đi con mình giáo dưỡng này. Nộp tiền nó đi giáo dưỡng ở nhà học. Giờ nó biết nó phải bố và đưa gái về đây. Nó rút thuốc, nó tài xỉu, nó dích, nó cứ đánh hết rồi. Giờ nó bỏ học rồi. Anh bảo mày đang làm, mày đưa nó xuống cho nó xuất bê ở đây trông nó mày mình cứ để thế này thì nó bán nhà đến nơi rồi. Mày cho nó đi giao dưỡng nhưng mày về nó tiêu cực nó còn thịt của mày đúng không? Vậy nó gì nó có gì đấy mày tí tuổi nữa đấy con lấy cái gì nó cũng sưng lên cái mà đừng cho nó đi rồi thằng này chỉ có đưa nó xuống là của mày mày để nó nào lông lông rồi đi lại đi bé đến đi mà đi lại vậy cho tính cho nó đi bắc ninh giáo dưỡng thì nó lại về thịt này nó giáo dưỡng thì nó phải có tội gì giáo dưỡng thì nó cho một cái trường biên phòng nha à... nó dạy nghề trong đấy gần như là đi cải tạo đấy à... nhưng mà nó chẳng nghe đâu nó trốn nghe không trốn trốn vào đấy vừa dạy nghề nó bắt em đi làm không có lương anh không có lương. Ừ. Nếu mà mình làm thế thì sau này nó hẹn hạn mình lắm.
về nó giết đi. Thằng nó suy nghĩ nó lệch lạc rồi thì... nó bất cần. Nó bảo là vui được gái ở nhà. Ừ, nó bảo vì con bé nào nó lừa, cái con hát nó lừa nó 400.000 đi. Nó đưa cả gái về nhà rồi, nhưng mà nó bảo bố con đưa nó về đây, nó ngủ ở đây, bố không cho. À. Còn đến bây giờ chỉ có mong lấy vợ, ví dụ nó có vợ có con gì nhỉ? Chỉ có vợ con thay đổi nó, cho bố về nhà thôi. Nhưng mà bây giờ mà lấy vợ lấy con, đi làm được tiền, không biết được kiếm tiền thì chết. Ủa? Xong rồi nó lại bỏ nhau. Ủa, bây giờ con trước ở là lấy vợ mà là ngoan hay là bây giờ vợ nó bỏ ấy. Đấy. Bây giờ 50-50, bây giờ bố không dạy nó. Bố bảo nó đánh không được. Nói chung là bây giờ nó do bản chất rồi. Khó lắm. Sao anh bảo nhưng mà mày muốn đưa nó đi rồi mai về nó tiêu cực. Chắc gì năm em lớp 8 là đưa gái về nhà. Lòng như anh về đấy. Vâng.